Bài 3, nghị thức Newton. Công thức của nghị thức Newton này, A cộng B mũ N thì bằng tổng sigma K chạy từ 0 đến N của CKN A mũ N trừ K và B mũ K. Bọn em phải lưu ý này, số đầu tiên là mũ N trừ K, số sau là mũ K, đừng có đảo ngược thứ tự, được chưa? Bắt buộc số đầu tiên là mũ N trừ K, số sau là mũ K, nhớ nhá, bắt buộc thế. Nghị thức Newton này chính là một trường hợp tổng quát rất hơn rất nhiều của cái bảy hằng thức của em. Bảy hằng thức của em là gì? A cộng B mũ 2, A cộng B mũ 3, đúng không? Đây A cộng B mũ N mà. Như vậy có thể viết ra mũ 4, mũ 5, mũ 10, mũ 100 đều được hết. Được chưa? Đấy. Nên nó tổng quát hơn cái bảy hằng thức. Và nhắc đi nhắc lại là số đầu tiên mũ N trừ K, số sau mũ K. Nếu đây là phép cộng thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả, vì A cộng B mũ N với B cộng A mũ N là như nhau, nhưng là phép trừ nó khác, đúng không? A trừ B với B trừ A là khác nhau mà, đúng không? Do đó nếu là dấu cộng em có thể đảo chỗ không ảnh hưởng gì, nhưng tốt nhất là cứ đứng nguyên là thằng đầu mũ N trừ K, thằng sau mũ K đi cho thành thói quen, bởi vì sẽ có những bài nó cho phép trừ, em cứ theo quen đấy em đảo lung tung thì em chết, được chưa? Từ 0 đến 9 có bao nhiêu số hạng? Rồi ôi, 9 số. 0 đến 9 là 10 số hạng, đúng không? Từ 0 đến N có bao nhiêu số hạng? N cộng 1 số hạng. Đây chạy từ 0 đến N mà, đúng không? Lên tính chất thứ nhất, khai triển này có N cộng 1 số hạng. Đây tính chất thứ nhất. Tổng các số mũ của A và B trong mỗi khai triển này bằng N. Tính chất thứ hai. Số hạng tổng quát đánh dấu vào. Thường xuyên sử dụng cái này để làm bài. Được chưa? Những cái còn lại không cần thiết vì đã học ở tổ hợp rồi. Đây là công thức của tổ hợp mà, đúng không? CKN bằng CN trừ KN mà, đúng chưa? Bây giờ nhìn cái đang ở trên này. Đây là công thức tổng quát, hay còn gọi là số hạng tổng quát. Còn bây giờ ta viết công thức khai triển này. C0N A mũ N cộng C1N A mũ N trừ 1 thì nhân với B cộng C2N A mũ N trừ 2 thì nhân B bình cộng 3 chấm cộng CNN nhân với B mũ N. Đấy là công thức khai triển. Như vậy là nghị thức Newton này có hai cách viết, viết theo tổng quát và viết theo khai triển. Viết khai triển để chuyên tính cho cái loại bài toán mà cộng 3 chấm đây này. Còn viết tổng quát là chuyên dùng cho bài toán mà gì? Tìm số hạng chứa x mũ mấy. Đúng chưa? Đấy, có hai cách viết nhá. Ta để ý ở đây có quy luật A giảm dần mỗi lần một đơn vị thì B tăng dần mỗi lần một đơn vị. Đây được viết là B mũ 0 bằng 1 mà, đúng không? Hay nói cách khác nó chính là cái gì? Tổng số mũ của A và B luôn bằng N. Được chưa? Nhớ phải viết được cái này nhá. Nào hiểu chưa? Vì mọi người học trên lớp rồi nên ta chỉ nói qua như vậy thôi. Nên ta sẽ đi vào bài tập để mọi người hiểu cách làm bài. Bài 1. Tìm hệ số của số hạng chứa M. Như vậy đầu tiên ta dùng số hạng tổng quát này. TK cộng 1 bằng CK N. N bằng mấy? 9. Nhân với A mũ N trừ K. A là số đầu tiên, đúng không? X mũ 9 trừ K nhân với trừ 3 mũ K. Hiểu chưa? Số hạng tổng quát, số đầu là N trừ K, số sau là K. Và số sau em phải để là trừ 3 nhá. Em để 3 là em lại sai đấy. Nó có dấu mà, đúng không? Xét cái đấy vào đi. TK cộng 1 bằng CK 9 nhân với X mũ 9 trừ K nhân với trừ 3 đóng ở ngoặc mũ K. Người ta gọi đây là số hạng tổng quát thứ K cộng 1. Số hạng tổng quát thứ K cộng 1 có nghĩa là nếu K bằng 9 thì ta có số hạng thứ 10. K cộng 1 mà, được chưa? Nếu K bằng 9 thì là số hạng thứ 10. Thế nếu người ta cho số hạng thứ 5 thì phải suy ra K bằng 4. Số hạng thứ 5 thì phải trừ đi một đơn vị ra K bằng 4, đúng không? Được chưa? Đấy. Bây giờ đâu gọi là số hạng, đâu gọi là hệ số? Tất cả toàn bộ phần này gọi là số hạng.
toàn bộ phần này gọi là số hạng. Như vậy số hạng gồm gì? Gồm phần chưa biến và phần hệ số. Những thằng nào không có x, không chưa biến thì gọi là hệ số. Như vậy hệ số của mình ở đây là gồm CK9 và trừ 3 mũ K, gọi là hệ số. Mà đề bắt đi tìm hệ số đúng không? Có nghĩa là ta phải tìm ra hai cái này. Được chưa? Tiếp tục. Hệ số chứa số hạng x mũ mấy? X mũ 4 đúng không? Thế thì ta phải cho cái mẫu, cái mũ này bằng 4 đúng không? Được chưa? Vì số hạng chứa x mũ 4 suy ra 9 trừ k bằng 4 thì suy ra k bằng 5. Đúng chưa? Suy ra hệ số của số hạng chứa x mũ 4 là gì? C59 nhân với trừ 3 mũ 5 bằng bao nhiêu, em tự bấm máy được. Được chưa? Đấy là cách tìm hệ số của số hạng chứa x mũ mấy. Mọi người hiểu chưa? Tiền cho mũ của x bằng cái đề bài cho thôi, tìm được k, k thay vào là xong đúng không? Tự bấm máy đi. C53 nhân với trừ 3 mũ 5 ra bao nhiêu? Gì? C59. Thôi tự bấm máy nhá. Ai bấm rồi đồng 30618 âm 30618. Được chưa? Sang ví dụ 2 nhá. Cứ bốc phét thì nát rồi tạch. Sang ví dụ 2 này. Mọi người nhìn con C. TK cộng 1 bằng, nhìn đi đã, CK15. CKN mà đúng không? A là mấy? A là mấy? 2. Số đầu tiên là A mà đúng không? 2 mũ 15 trừ K trừ x mũ K. Được chưa? Xong chưa? Hệ số chữ x mũ mấy đây? X mũ 9 đúng không? Nhưng lưu ý này, bọn em viết tiếp chỗ này ra, đừng nhầm này, viết tiếp này. Trừ x mũ k có phải tách được thành trừ 1 mũ k CK15 nhân với x mũ k, đúng không? Em phải tách riêng ra mà. Đây mới là phần gì? Phần chưa biến, còn dấu trừ này vẫn là hệ số mà, đúng không? Chứ em không được để nguyên trừ x tất cả mũ k. Và người ta bảo là x mũ 9 đúng không? Thì ta nhìn thấy ngay k phải bằng 9 chưa? Thì suy ra hệ số là gì? Hệ số sẽ bằng trừ 1 mũ 9 nhân với C9 15 nhân với 2 mũ 15 trừ 9 là 6. Kết bài. Quang hiểu chưa? Nào chia làm bài mình đi. Trừ x mũ k, đây là thành gì? Trừ x mũ k mà b mũ k làm gì á, đúng không? Ai hiểu chưa? Được. Tiếp nhá. Ba câu GHI chọn lấy một đi, tùy mọi người chọn làm mẫu một câu, còn đâu các câu kia để tự tính. GHI H à? H bị lẻ à? Lẻ là đề sai đấy, viết sai. Nhớ có một câu bị sai mà. Câu H nhá. TK cộng 1 bằng CK12 nhân với A mũ N trừ K. A là 2X. Nếu ai viết như này sẽ bị sai. 12 trừ K sẽ bị sai. Viết như này sẽ hiểu là X mũ 12 trừ K thôi đúng không? Phải là đóng mở ngoặc cái 2X này vào. Nhân với trừ 1 trên X mũ K. Đúng chưa? Ở đây thầy có hai chỗ có x không?
em phải dồn hai cái x này lại là 1. Như vậy ta có này, bằng tiếp, bằng luôn đây nhá. Ck 12 này nhân với 2 mũ 12 trừ k nhân với trừ 1 mũ k trừ 1 này, 2 mũ 12 trừ k này nhân với x mũ. Đây là x mũ 12 trừ k mà lại chia cho x mũ k thì thành x mũ 12 trừ 2k. Được chưa? Vì nó là x mũ 3 nên cho cái 12 trừ 2k bằng 3. Từ đây tìm được k. 12 trừ 3 là 9, con này bị lẻ, để sai. Ta sửa lại nhá. Sửa lại là x mũ 4 đi. Thì cho bằng 4 nhá. 12 trừ 4 là 8, 8 chia hàng 4. K hàng 4. Vậy hệ số của ta sẽ là gì? C4 12 nhân với 2 mũ 8 nhân với trừ 1 mũ 4. Đây là hệ số. Hiểu chưa? Có nghĩa là có nhiều chỗ có x thì phải dồn nó lại là 1. Hiểu cách làm dạng này chưa? Đây là một dạng dễ, đúng không? Dạng này dạng dễ mà. Ngồi cạnh Ngân nhìn cái tài liệu đi. Hôm nay tự nhiên lại thiếu tài liệu này. Hiểu chưa? À, check xong chưa? Biển nhắc lại công thức này, vì có thể có nhiều người quên công thức. Mình sẽ viết ở bên này nhá. Còn đâu mấy câu kia thì mọi người có thể tự làm ra vợ cũng được. A mũ x nhân với A mũ y thì bằng A mũ x cộng y. Được chưa? Công thức lũy thừa của lớp 6 đấy. A mũ x chia cho A mũ y bằng A mũ x trừ y. A mũ x nhân với B mũ x thì bằng A nhân B tất cả mũ x. Đó. 1 trên A mũ x thì bằng A mũ trừ x. Được chưa? Đây là mấy công thức hay dùng ở phần này. Thế thì ta mới nhìn đây này. Bọn em nhìn lại chỗ này nhá. Đây là 2 mũ 2x tất cả mũ 12 trừ k, phải công thức này không? Thì sẽ bằng là gì? 2 mũ 12 trừ k nhân với x mũ 12 trừ k không? Đúng không? Nên ta tách được hai thằng này này. Chỗ này viết được chi tiết này. X mũ 12 trừ k mà chia cho x mũ k đúng không? Thì chia có phải thành trừ không? Thì thành 12 trừ k mà trừ đi k thành trừ 2k chưa? Đúng không? Đấy là công thức lũy thừa của lớp 6 nhá. Đấy, ai quên thì có thể viết lại. Được chưa? Chép vào đi. Có thể chép ra bìa vở cũng được. Chép vào đây làm gì? Tìm chỗ trống mà viết. Ở trên này đầy chỗ trống này xong viết. Ở trên phía trên này này. Tìm chỗ trống mà viết. Nhìn ké đi Trang. Được chưa? Sang trang nhá. Được chưa? Đây là xong dạng là tìm hệ số của x mũ mấy nhá. Tiếp tục. Hôm qua vừa hỏi câu này đây đúng không? Tìm số hạng không chứa x. Ta lấy câu thôi vẫn câu A nhá. TK cộng 1 bằng CK 10 nhân với x mũ 10 trừ k nhân với 1 trên x mũ 4 tất cả mũ k bằng CK 10 nhân với x mũ, dừng lại chỗ này để nghe, 1 trên x mũ 4 có phải bằng x mũ trừ 4 không? X mũ trừ 4 tất cả mũ k thì đây là x mũ trừ 4k đúng không? Mà phép nhân thì thành hai cái mẫu mũ cộng lại đúng không? 10 trừ k cộng với trừ 4k thì thành x mũ 10 trừ 5k. Đây là dồn xong nhá. X phải riêng, hệ số phải riêng. Số hạng không chứa x. X mũ gì để mất x? Chỉ có x mũ 0 thôi. Cái gì mũ 0 cho bằng 1 đúng không? Như vậy số hạng không chứa x thì phải cho mũ của x bằng 0. Được chưa? Như vậy để số hạng
không chứa x thì suy ra này 10 trừ 5k bằng 0 thì suy ra k bằng 2. Thế thì hệ số của nó chính là bằng gì? C20. Xong. Không chứa x chính là cho mũ của x bằng 0. Thế thì ta thấy rằng dù là chứa x mũ mấy hay không chứa x thì vẫn phải đi tìm tk cộng 1 đúng không? Tách nó ra, dồn x riêng sẽ hệ số riêng đúng không? Không đề hỏi gì làm đấy. Hiểu chưa? Ở dưới hiểu chưa? Chép vào đi. Hiểu chưa? Nói tiếp nhá. Các bài dưới mọi người nhìn này. A1 thì x mũ 1, A2 thì x mũ 2. Thế thì A mũ 9 chính là đi tìm hệ số của x mũ 9 rồi đúng không? Em đi khai triển, đi xét từng cái này một, xong em tìm hệ số của x mũ 9 trong từng cái là xong. Tương tự con dưới này, A15 là đi tìm hệ số x mũ 15 đúng không? Em nhìn thấy này, nó cho này, cho từ 1 cộng x 1 cộng x mũ 1 đến tận 20 đúng không? Nhưng mà x mũ 15 ấy, thì cái mũ ở đây phải từ 15 trở lên mới có chứ đúng không? 1 cộng x mũ 3 lấy đâu ra mũ 15? Có nghĩa là cái đoạn đầu là cho để lừa nhau. Ta chỉ xét từ đâu? Từ 15 nhân 1 cộng x mũ 15 cho đến 20 nhân 1 cộng x mũ 20 mà thôi, đúng không? Thì lúc đấy là mới có mũ 15 để mà xét chứ, đúng không? Được chưa? Đấy, nên cái này cho để lừa thôi. A78 thì là đi tìm hệ số x mũ 78. Thế để khai xét khai triển tk 1 ra chưa? Nhớ nhá. Ba câu đấy tự làm. Sang trang. Chưa nhìn thấy cái câu nào mà hệ số độc lập với x à? Có một câu mà. Đây. Mọi người nhìn cái trang 40 trước. Trang 40 trước. Người ta bảo là tìm số hạng không chứa x, giống câu vừa rồi chưa? Khai triển ra và cho mũ của x bằng 0 đúng không? Đúng chưa? Giống hệt nhá. Nhưng câu dưới này, tìm hạng tử độc lập với x. Độc lập với x có nghĩa không phụ thuộc vào x. Mà muốn không phụ thuộc vào x thì sao? Thì phải mất x. Đúng không? Mất x thì mới độc lập với x chứ đúng không? Mà mất x thì sao? Mũ của x lại bằng 0. Đúng không? Có nghĩa là hai cách hỏi này là như nhau. Không chứa x và độc lập với x là như nhau. Được chưa? Ok chưa? Bây giờ ta làm mẫu cái này tiếp nhá. TK cộng 1 vì nó có căn kìa. Bằng CK16 nhân với căn bậc 3 của x mũ 16 trừ k nhân với 1 trên x mũ k. Cứ nhớ là con đầu tiên là n trừ k, con sau là k, cứ thế mà làm. Bằng CK16 vào dừng lại này. Căn bậc 3 của x cộng thước nha. Căn bậc n của x bằng x mũ 1 trên n. Căn bậc n của x thì bằng x mũ 1 trên n. Thế thì căn bậc 3 của x phải bằng x mũ 1/3 không? Đúng không? X mũ 1/3 mà lại nhân với 16 trừ k thì phải là bằng x mũ 16 trừ k trên 3 không? Đúng không? 1 trên x là x mũ trừ 1 này, nhân với x mũ trừ k. Đến đây hiểu chưa? Hiểu không? Nào cô anh hiểu không? Chắc nha. Và tiếp này. Bằng CK16 nhân đây là phép nhân đúng không? Thì lấy hai mũ này cộng nhau thì quy đồng lên là trừ 3K thành 16 trừ 4K tất cả trên 3. Mà vì nó độc lập với x, ta viết tắt đấy, độc lập với x thì suy ra cho mũ của x bằng 0, suy ra K bằng 4. Được chưa? Càng 4 thì dễ rồi, hệ số rồi đúng không? Hệ số của mình bây giờ chỉ bằng là gì? C4 16. Thế
trước ta. Đấy là bài toán độc lập với x tương đương việc là không chứa x. Các thanh niên hiểu chưa? Mai được chưa? Quang Minh. À, chị Trang. Hiểu chưa? Thế từ lẫn giờ mọi người thấy rằng ta đều phải đầu tiên, bước đầu tiên luôn là gì? TK cộng 1. Đúng không? Mà ông nào mà làm sai TK cộng 1 thì thôi coi như toang bài này luôn. Còn tính bài dạng bài này rất là dễ. Được chưa? Tiếp này. Xem không chưa nào em? Xem đi. Ok. Trở lại trang 38. Bài 5 là một trong những bài khó. Bài 5 là một trong những bài khó vì đây là khai triển 3 số. Thường dành cho lấy điểm 8 trở lên rồi, có khi là 9 cộng rồi, như vậy sẽ để sau. Còn ai làm được rồi thì ta sẽ chữa luôn. Còn bây giờ ta chữa các dạng cơ bản trước nhé. Bài 6. Vẫn là đi tìm hệ số của x mũ 2. Nhìn thì đơn giản nhưng n chưa biết. Các bài trước là cho n bằng 10, n bằng 12, n bằng 15 biết rồi đúng không? Thay số bắt xong, đây n chưa biết. Có nghĩa là bài này phải đi thêm một bước nữa là tìm n. Đọc đề này. Tổng các hệ số của hạng tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba bằng 11. Đầu tiên ta vẫn viết TK cộng 1 nhé. CK N nhân với x mũ 3 mũ N trừ K nhân với 1 trên x bình mũ K bằng CK N x mũ 3N trừ 3K, mà đây trừ thêm 2K là trừ 5K. Đấy là khai triển xong. X mũ 3N trừ 5K. Hệ số đó bằng bao nhiêu? Hệ số của số hạng tổng quát này là bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Quốc Anh, hệ số là bao nhiêu? Đấy, cái khai triển ta vừa viết đi thì hệ số bằng bao nhiêu? Hỏi có hiểu không thì hiểu gì? CKN không có x thì đấy là hệ số đúng không? Như vậy đây là hệ số. Nhưng n chưa biết. Bây giờ bắt đầu xem này. Tổng hệ số của hạng tử thứ nhất thì k bằng mấy? K bằng 0. Vì TK cộng 1 mà đúng không? Thế hạng tử thứ nhất là K bằng 0, ta có C0N là hệ số của hạng tử thứ nhất. Hạng tử thứ hai thì K bằng 1 đúng không? Cộng C1N cộng C2N bằng 11. Người ta cho tổng 3 hệ số này bằng 11 mà đúng không? Từ đây em tìm được N không? Tìm nhá. C0N thì bằng 1, C1N thì bằng N, còn C2N thì bằng N giai thừa trên 2 giai thừa nhân với N trừ 2 giai thừa và bằng 11. Rút gọn N với N trừ 2 đi này, ta được này, 1 cộng N cộng với N nhân N trừ 1 trên 2 bằng 11. Bấm máy đi xem N bằng mấy. Đây là phương trình bậc 2 rồi mà đúng không? Được chưa? 1 là quy đồng ra giải bậc 2, không thì bấm máy luôn đi, ship can. N bằng mấy? Ai bấm nhanh cái N bình trừ N. Thôi để cho mọi người bấm đi. N bằng mấy? Lâu thế. 4 à? N bằng 4. Thế biết N rồi thì hệ số quá đơn giản đúng không? Hệ số của x bình nhá. Vì chứa x bình thì suy ra ta phải cho cái này bằng 2 đúng không? 3 nhân 4 trừ 5k bằng 2, suy ra k bằng 12, trừ đi 2 10, 10 chia 5 k bằng 2. Thế suy ra hệ số bằng
C 2 4. N bằng 4 mà K bằng 2 mà thì hệ số là CKN không? Còn chứa x mũ 2 thì có phải cho cái mũ lên bằng 2 không? Đúng chưa? Như vậy nó khác cái bài trước ở một bước là gì? Tìm N. Đúng chưa? Đúng chưa? Xem vào đi. À, chỗ Hưng các thứ hiểu chưa? Ở dưới Ngân Mai lại hiểu nhá, không đến mấy nữa là bảo em chẳng hiểu gì, đến đây bảo giáo viên trên lớp dạy không hiểu gì, lên trên lớp bảo giáo viên đây dạy chẳng hiểu gì. Sang trang được chưa? Đấy, bài nào cũng có mẫu hết rồi đấy, chỉ nát chưa, chỉ bắt chiếc rồi. Tương tự cho câu gì? Câu B, câu C nhá. Tổng hệ số ba số hạng đầu tiên trả là K bằng 0, 1, 2 bằng 97 này đúng không? Hệ số thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng thế đúng không? Và tìm hạng tử không chứa x là cho mũ của x bằng 0 nhỉ? Đúng không? Để lát tôi bắt chiếc nhá. Câu tiếp theo, tìm số hạng không chứa căn. Ta vẫn phải viết TK cộng 1 thôi. CK5 nhân với căn bậc 3 của 3 mũ 5 trừ K nhân với căn 2 mũ K bằng CK5 nhân với 3 mũ 5 trừ K trên 3. Căn bậc 3 là mũ 1 phần 3 mà. Nhân với 2 mũ K trên 2. Đến đây xong này. Nó chứa căn khi nào? Nó chứa căn khi nào? Hay cái gì làm cho nó chứa căn? Căn bậc n của x thì x bằng, thì bằng x mũ 1 trên n đúng không? Thế thì cái mẫu này này chính là cái căn. Mẫu là 3 này thì căn bậc 3, mẫu là 2 là căn bậc 2 đúng không? Để không chứa căn thì phải không có mẫu. Đúng không? Để lập luận nhá. Để không chứa căn thì phải không có mẫu. Mà muốn phân số mà không có mẫu thì sao? Nó phải là như nào? Phép chia hết. Đúng không? Nếu tử chia cho mẫu thì làm sao mà có mẫu được? Mà không có mẫu thì không có căn đúng không? Như vậy, để số hạng không chứa căn thì để số hạng không chứa căn thì 5 trừ K phải chia hết cho 3 và K phải chia hết cho 2. Cái hệ này phải thỏa mãn đúng không? 5 trừ K chia hết cho 3 và K chia hết cho 2. Mà K của mình có điều kiện gì? Còn nhớ không? K thì phải nhỏ bằng N đúng không? N bằng 5 thì K phải nhỏ bằng 5 và lớn bằng 0. Đúng không? Thế ta lập cái bảng thôi. Đây là K. Đây là 5 trừ K. Đây là mỗi thế thôi. Như vậy K của mình sẽ là số nguyên này. 0, 1, 2, 3, 4, 5. K mà chia cho 2 thì không thể có số 1, không thể có số 3 được, không thể có số 5 này được, đúng không? Vì muốn chia cho 2 phải là số chẵn. Bây giờ ta kiểm tra điều kiện 5 trừ K có chia cho 3 hay không này. K bằng 0, 5 thì không chia cho 3, loại. K bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, 3 chia cho 3, thỏa mãn. K bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1, cũng loại. Đúng chưa? Thế thì ta tìm được mỗi nghiệm K bằng 2. Như vậy suy ra K bằng 2 thì nó sẽ chia cho 3 và chia cho 2 thì sẽ không có căn. Như vậy số hạng của mình sẽ là gì? K bằng 2 thì T mấy? TK cộng 1 có phải là T3 không? Bằng C25 nhân với 3 mũ 1 và nhân với 2 mũ 1 thì bằng 6 C25. Số hạng này là không chứa căn chưa? Đúng không? Thay K bằng 3 vào đây, thay K bằng thay K bằng 2 vào đây và 2 vào đây mà đúng không? Thì chả là 3 mũ 1 nhân 2 mũ 1 à? Hiểu chưa? Chép vào nhá. Nào dưới được chưa? Tương tự. Ok. Tiếp này. Số hạng trừ A mũ 7 thì dễ rồi nhá.
tự làm được, giống như chữ x mũ 7 thôi. Nhưng bài một dạng mới này, tìm số hàng giữa, tìm số hàng giữa tất cả các dạng bằng chữa cho mọi người đấy. Có hiểu mấy bài trên chưa? Xòe tay ra mấy ngón, xòe một bàn thôi, mấy ngón, có mấy ngón đứng giữa? Rồi rồi, chính giữa có một ngón thôi. 5 ngón tay thì có một số đứng giữa đúng không? Có nghĩa nếu các số đấy là lẻ thì có một thằng đứng giữa thôi. Nhưng nếu 4 ngón tay thì sẽ có 2 thằng đứng giữa đúng không? Như vậy nếu các số hạng là chẵn thì có 2 thằng đứng giữa. Đúng không? Thế thì nó có khả năng là 2 đáp án tùy theo việc số hạng là chẵn hay lẻ. Mà ta có công thức tính số hạng chưa? N bằng 10 thì có bao nhiêu số hạng? 11 số hạng, N cộng 1 số hạng mà đúng không? Vì N bằng 10 suy ra khai triển có 11 số hạng lẻ rồi đúng không? 11 số hạng thì chỉ có một thằng đứng giữa thôi đúng không? Đúng chưa? Suy ra số hạng chính giữa có K bằng, chọn chính giữa có K bằng. K bằng cái gì? Lấy cái 11 này chia đôi làm tròn xuống. 11 chia 2 có phải 5,5 không? Làm tròn xuống có phải 5 không? Chọn chính giữa là K bằng, có K bằng 5. Mọi người nhìn ngón tay nhá, 5 ngón này, lấy 5 chia đôi là 2,5 đúng không? 2,5 làm tròn xuống là 2 chưa? K bằng 2 có phải số hạng thứ 3 không? 1, 2, 3 đúng không? Như vậy nếu số hạng là lẻ thì chia đôi ra làm tròn xuống thì đấy là K. Được chưa? Như vậy số hạng chính giữa có K bằng 5. Hết bài chưa? Biết K rồi thay vào TK cộng 1 là xong đúng không? Suy ra số hạng chính giữa là T, T mấy? T6 bằng C6 là C5 10, K bằng 5 mà. Nhân với mũ 10 trừ 5 nhân với căn bậc 3 của x mũ 5. Mọi người tự rút gọn nhé. Có hiểu không? Xòe tay mà vẫn không đếm được à? Được chưa? Hiểu cách tìm số chính giữa chưa? Xem nó lẻ hay chẵn. Lẻ thì chia đôi làm tròn xuống thì ra K. Được chưa? Hay nói cách khác, bây giờ có một cái mẹo. Chú ý, có một cái mẹo làm luôn như này cho đơn giản này. Nếu N chẵn thì suy ra số hạng chính giữa có K bằng N trên 2 luôn. N là 10 mà đúng không? Chia 2 bằng 5 luôn. Nếu N chẵn thì số hạng chính giữa có K bằng N trên 2. Biết K luôn. Được chưa? Nếu L lẻ thì sao? Số hạng chính giữa có K bằng mấy? L lẻ lấy 9 chẳng hạn đi. Đúng không? Thì lấy 9 trừ 1 trên 2 và lấy 9 cộng 1 trên 2 thì ra K. Được chưa? N lẻ thì sẽ có hai cái chính giữa mà đúng không? Thì K sẽ bằng N trừ 1 trên 2 và N cộng 1 trên 2. Được chưa? Biết K rồi thì lại thay vào số hạng tổng quát rồi là xong đúng không? 4 ngón tay này. Đúng không? L 4 nhá. Thì lấy đúng không? 4 ngón tay đấy có phải L 3 không? 3 cộng 1 trên 2 và 3 trừ 1 trên 2 không? Được chưa? Nhớ cái chú ý này nhá. Thế là xong dạng số hạng chính giữa chưa? Ok chưa?